Kính chào các bạn, trong video này kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ kể tới các bạn một ván cờ online hay đặc sắc của danh thủ Đại Lý Huynh đấu trên Thiên Thiên Tử Kỳ trong ngày 8 tháng 4 năm 2024. Một ván cờ anh Huynh sẽ cầm bên đỏ đi tiên.吃 吃 吃 吃
吃。将军。吃。将军。吃。吃。
将军。吃。吃。吃。吃。吃。将军。吃。
吃。吃。将军。吃。吃。将军。Như vậy kênh vừa gửi tới các bạn ván đấu trên. Kính chào và hẹn gặp lại.